Sau 7 lần thương lượng, Tòa Nhân dân Bình Thuận và ông Huỳnh Văn Nén đã thống nhất số tiền hơn 10 tỷ đồng cho hai bản án oan mà người tù thế kỷ phải chịu hơn 17 năm. Và sáng ngày hôm nay, thông tin chính thức đã được Tòa án Nhân dân Bình Thuận công bố tại buổi họp báo về quá trình giải quyết bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén. Tại buổi họp báo, ông Viện Văn Hoan, tranh án Tòa Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi lời xin lỗi chân thành đối với ông Huỳnh Văn Nén vì đã bị điều tra, truy tố và xét xử kết án oan trong vụ án bà Dương Thị Mỹ bị giết. Và cũng xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén do đã bị điều tra, truy tố, xét xử kết án oan về hai tội giết người và tội cướp tài sản của công dân trong vụ án bà Lê Thị Bông. Chúng tôi cũng xin lỗi người thân của ông Huỳnh Văn Nén về những sai sót nghiêm trọng này. Sau 7 lần thương lượng, số tiền được Toán Nhân dân tỉnh Bình Thuận chấp nhận bồi thường cho ông Nén và gia đình liên tục thay đổi. Cao nhất là lần thứ 3 với 10,5 tỷ đồng nhưng ngay sau đó tòa đã hạ mức bồi thường xuống còn 2,6 tỷ. Lần gần đây nhất mức 6,8 tỷ đồng cũng không thành và phải đến lần thứ bảy khi mức bồi thường là hơn 10 tỷ đồng thì hai bên mới đi đến thống nhất.